Xin chào và đây là book review by VL Ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn cuốn sách Người bà tài giỏi vùng Saga Một cuốn sách hay mình đọc gần đây và rất là muốn giới thiệu với các bạn Điều đầu tiên mình ấn tượng với cuốn sách này đó là cái câu ở phía sau bìa sách Hạnh phúc không phải là thứ được định đoạt bằng tiền Hạnh phúc phải được định đoạt bằng tâm thế của chúng ta Ngay tới đây thì các bạn cũng có thể đoán ra cuốn này nói nhiều về hạnh phúc rồi, đúng không? Tuy vậy thì cuốn này nó còn nói về sự tự tế, nó còn nói về sự lạc quan và hành trình chữa lành nữa. Cuốn này thì được dựa trên câu chuyện có thật nha các bạn, nó là một cuốn hồi ký. Bạn nào mà từng thích Toto Chan cô bé bên cửa sổ thì chắc là các bạn cũng sẽ thích cuốn này đó. Người bà tài giỏi vùng saga thì nó hài hước nè, nó cảm động nè và rất là ấm áp. Một cái combo cảm xúc mình nghĩ là hứa hẹn với một cái cuốn tiểu thuyết các bạn ha. Nhìn cái bìa sách thì các bạn thấy có hai bà cháu, đúng không? Nội dung chính của cuốn sách này nó là về thời niên tiếu của tác giả Sojichi Shimada lớn lên cùng với bà ngoại ở cái vùng saga. Và trong cái quá trình lớn lên đó thì tác giả đã chứng kiến những điều kỳ diệu, những điều vô cùng tuyệt vời từ người bà của mình, người nghèo vật chất nhưng rất là giàu có về mặt tinh thần. Có năm cái điểm mà mình thấy thích, cảm thấy thú vị và hay sau khi mình hoàn thành xong cuốn sách. Thứ nhất là về sen chấn và hành trình chữa lành. Câu chuyện cuốn sách này bắt đầu từ một cú đẩy định mệnh đã thay đổi cuộc đời của tác giả. Ai đẩy ai, đẩy ở đâu, đẩy như thế nào, đẩy mạnh hay nhẹ thì các bạn đọc sách sẽ rõ các bạn nha. Một cú đẩy tạo ra một cái cú sốc cho một đứa bé 8 tuổi. Và hiện thực cuộc sống lúc này đó là phần thì khói, phần thì buồn. Nước mắt cứ vậy tuôn trào. Đó là hiện thực sọc thẳng trước mắt thằng nhóc tôi 8 tuổi khi ấy. Cái cú sốc này nó có hậu nha các bạn. Cú sốc này tuy nó mạnh nhưng nó sẽ được giải quyết xuyên suốt ở trong cuốn này. Điều thứ hai là cuốn này rất là hài hước. Những cái cuốn tiểu thuyết mà để nó hài hước thì không dễ các bạn. Đọc 2 30 cuốn thì mình mới tìm được một cuốn hài hước nên là mình rất là vui khi tìm được cuốn này. Vì cái sự hài hước nó cũng làm chúng ta dễ đọc hơn và tăng cái sự hứng thú của chúng ta. Tác giả cuốn sách thì sau này trở thành diễn viên hài kịch. Nên có thể nói là cái sense of humor, cái khiếu hài hước, cái năng lực khám phá sự hài hước xung quanh của tác giả nó đã có từ thời bé rồi. Đọc sách thì các bạn sẽ hiểu tại sao. Còn mình thì mình cười khúc khích trong xuyên suốt cái cuốn sách. Khoảng tầm hơn 200 trang một chút xíu thôi các bạn. Nhưng mà cứ 10-15 trang thì có một cái câu chuyện, có một cái tình huống khiến cho mình phải cười. Và nó làm cho trải nghiệm đọc sách của mình khá là thích thú, khá là sướng. Điều thứ ba mình thích ở cuốn này đó là cái tinh thần lạc quan dù thực tế thì rất là phủ phàng cách mà bà cháu nuôi nhau nó rất là sáng tạo và bảo vệ môi trường nữa. Bạn nào mà tò mò thì phải đọc sách để hiểu được cái siêu thị của bà cháu được tạo ra như thế nào. Ngoài ra thì cách tập thể dục nó cũng vô cùng sáng tạo nữa. Rõ ràng là một câu chuyện rất là ít về mặt vật chất nhưng mà rất là sáng tạo về mặt tinh thần và nhiều cái sự gắn kết khác nhau. Để mình mô tả cho các bạn thực tế phủ phàng mà tác giả đã trải qua bằng một cái câu nói trong cuốn sách nha. Đồ ăn thì tự hái trên cây, đồ chơi thì phải tự làm lại thêm môn thể thao duy nhất là chạy nhà tôi nghèo đất đuôi luôn rồi yếu tố số 4 chính là cái sự tự tế một cái cuốn sách cảm thấy rất là ấm áp và dễ thương cảm động và rơi nước mắt nữa các bạn vì quá là nhiều sự tự tế ở trong cuốn này mình thì rất là dễ cảm động với những cái điều tốt đẹp mà chúng ta làm cho nhau đó là lý do mà mình nói cuốn này nó làm cho mình khóc nó làm cho mình cười và nhiều cái cảm xúc đen xen nữa sự tử tế trong cuốn sách này nó được thể hiện ở nhiều cái khía cạnh khác nhau những người bạn của tác giả cũng tử tế này thầy cô cũng tử tế này người lớn cũng tử tế này người bà thì yêu thương hết mực không cần gì để nói nữa rồi với mình thì phần lớn những cái mối quan hệ mà tác giả có cái sự đồng hành của mọi người với cái sự trưởng thành của tác giả nó cho mình thấy cái tính trị liệu và nuôi dưỡng ở trong đó chả trách mà cái sang chấn kia nó không ảnh hưởng quá là lớn ngược lại nó còn có thể là một chất liệu để mà tác giả trân trọng những gì mình đang có và cuối cùng thì đây là một cuốn sách mà mình thấy nó rất là cảm động, rất là touch, rất là chạm. Mình thấy chạm về những cái trò chơi tuổi thơ. Tuổi thơ của mình cũng có rất là nhiều trò chơi tương đồng. Cũng vô rừng, vô núi, rồi cũng đi suối, rồi cũng hái trái cây, rồi cũng tự chế trò chơi giống như tác giả. Khi mình đọc xong thì mình cứ cười tủm tỉm, cảm giác được kết nối lại với những cái câu chuyện ở trong quá khứ bên cạnh đó là những cái rung động đầu đời của tác giả nó cũng dễ thương vô cùng các bạn thời nào thì những cái sự rung động dễ thương nó cũng có thôi nhưng mà cái sự rung động ở một cái không gian mà nó không có nhiều cái phương tiện hiện đại nó trong trẻo nó dễ thương lắm các bạn rồi cuối cùng là những sự vắng mặt sự có mặt của người lớn trong cuộc đời của tác giả nó cũng tạo ra những cái góc nhìn sâu sắc những cái bài học hay những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm về vai trò của người lớn với sự trưởng thành của con trẻ kết luận lại thì đây là một cuốn sách mà mình thấy nó hay cảm động, ấm áp, nhiều bài học ý nghĩa, đặc biệt là sự tử tế. Cuốn này thì mình cho nó 8 trên 10 điểm. Và mình sẽ còn nhắc về cuốn sách này trong những cái video trong tương lai của kênh Vui Lên nữa. Hy vọng là các bạn có thể tìm đọc và có những cái trải nghiệm cảm xúc thú vị như mình đã trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Vui Lên. Bye bye!